bắt đầu mang thai cháu thứ ba. Thì đến tháng thứ 6 của thai kỳ thì có một biến cố, đó là sau khi mâu thuẫn với chồng thì tôi có một cái biểu hiện rất là lạ, nóng nảy và đập phá đồ đạc. Khi chồng nói một vài câu thôi thì tôi cầm tiền, lúc đó tôi mới đi chợ về, tôi cầm tiền tôi ném thẳng vào mặt chồng và tôi vùng vằng bỏ lên trên giường nằm. Chồng tôi cũng không hiểu là vì sao, thật ra chưa bao giờ anh thấy tôi có biểu hiện như thế cả. Nhưng mà khi mà tôi lên trên giường nằm á, thì tôi thấy rất là khó chịu và chồng tôi cũng thấy có vấn đề. Chồng liền là sao có giống như một cái linh tính gì đó, anh liền là lấy bồ kết và anh đốt, anh xông nhà. Thì sau khi anh xông nhà, khói lên tới, nó lan tới phòng của tôi, thì tôi cảm thấy rất ngạt thở, giống như có ai đó bóp cổ tôi vậy. Thì tôi mới chịu không nổi nữa, thì tôi mới rên rỉ bảo anh ơi, anh dập tắt ngay, em thở không được. Và lúc đó chồng tôi cũng tự dưng là, tức là có một cái linh tính gì đó, và chồng nghĩ rằng là tôi là bị ma nhập, vì chưa bao giờ tôi có cái biểu hiện như vậy cả. Thì biến cố của gia đình nhà tôi là bắt đầu từ nửa cuối 2011. Thì lúc đó là vợ tôi là nói theo ngôn ngữ của người thì dân gian vẫn gọi đó là bị ma nhập. Và từ đó thì đó là bắt đầu cái biến cố trong nhà. Thì từ cái lúc mà vợ bị ma nhập thì từ cái ánh mắt đến hành vi đến lời nói đến tính tình, nói tóm lại là vợ tôi trở thành một người khác, gần như là khác hoàn toàn. Từ đó mà gia đình cũng đã đưa đi chữa chạy khắp nơi, cũng có là đông y, cũng có cúng bái, rồi có lên chùa. Nói tóm lại tức là có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo gì thì mình thấy mình lo được thì mình lo, nhưng mà xem ra thì nó cũng không ăn thua gì. Chồng tôi nghe tôi nói như là khó thở thì anh liền dập tắt, anh không quạt nữa, nhưng mà anh lặng lẽ anh đóng cửa hàng lại và anh bảo tôi ra để anh chở xuống dưới nhà mẹ. Và sau khi anh chở tôi xuống dưới nhà mẹ thì anh nói với mẹ tôi rằng là mẹ ơi, hình như bị ma nhập rồi. Đấy, tôi không nói gì cả. Lúc đó mẹ tôi vẫn cứ nghĩ tôi theo cái thói quen cũ là ăn vạ chồng. Thì mẹ tôi bảo ma nào đưa xuống đây ta trị cho. Đấy, thì là mẹ tôi bảo tôi vô ngồi trong ghế. Thế là tôi vào ngồi trong ghế thôi. Tôi ngồi trong ghế, mẹ tôi chỉ vào mặt tôi như thế này này: con ma nào nhập vô người con tao? Với cái giọng là rất là thách thức. Thì như vậy tôi cũng lặng lặng nhìn bà chằm chằm thôi. Và lúc đó mắt tôi không còn chớp nữa, tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy. Mẹ tôi tiếp tục nhắc lại: ma nào nhập vào con tao? Thế là tôi giơ tay tát bà một cái. Ở trong như trời như xuống đây. Thì như là bà không tin mê tín dị đoán đâu. Bà nghĩ là như là nó lừa bà, nó giả vờ. Bà tức bà nói mày là ma quỷ cái gì, mày đang giả vờ. Thế bà mới tát nó một cái, nó có như là nó chạy nước mắt. Nhưng mà đến lúc đó là nó ngược mắt lên, là mắt nó đỏ như là, nói chung là mắt đỏ như máu vậy á. Nó mới tát lại bà một cái. Cái bà ngất xỉu luôn á, mà muốn ngất xỉu luôn. Bà nghĩ cái con này sao mà nó hụt lão sao, tại sao lại tát mẹ như vậy. Thì bà mới có như lúc đó là bà có như nổi da gà đó lên. Bà mới nói là thôi chắc kiểu này là cũng như nó bị ma nhập rồi á con. Thì mình chỉ nói như vậy thôi, chứ con mình cũng không hiểu là cái lời nói mình nó đúng hay là sai nữa. Nhưng mà càng ngày nó càng nặng đấy. Rồi là chồng xú hả, chồng như hả, khổ tâm. Đang đi dạy học tháng mười mấy triệu bạc mà đành phải nghỉ, bảo thôi con nghỉ tạm nghỉ không lương được. Nhưng nói không, con không cần tiền, con chỉ cần vợ con thôi. Thế là thôi việc nó nghỉ, nó ở nhà chứ.
cứ nửa đêm nó treo lên lên lâu, nó đòi nhảy xuống, nó từ từ. Mà làm sao chồng dám đi học, đi dạy được, đi khóa cửa, dao kéo cắt hết, nó cắt tay cắt chân. Thời gian thì bà đưa đi chữa, đi vô nên mấy cái chỗ chữa là ông nào nòng đánh hết. Ba thầy nào nòng đánh cho là có nhà tránh kịp luôn. Họ sợ, họ bảo đưa về. Thì mẹ tôi mới bảo rằng là chở nó lên chùa đi. Chở nó lên chùa để xem có thể giúp gì được không. Đấy. Thì khi mà anh trai tôi là tức tốc là lấy xe chở tôi vào cái chùa trong phố. Thì tới nơi á, thì sư cô bảo rằng là ở chùa này không có chữa cái chuyện tà ma. Chùa không nhận, chùa lại chỉ đi nơi khác. Là một cái chùa ở khu vực huyện, cách nhà tôi khoảng 13 cây. Anh trai liền chở tôi lên chùa. Nhưng mà lúc đó là khi lên tới chùa thì chủ trì đi vắng, không có ở chùa. Anh đi quanh một vòng thì không tìm được sự trợ giúp. Thì lúc đó tôi muốn về, tôi đòi về. Thì anh cũng miễn cưỡng chở tôi về. Trên đường về thì thật sự là cả một cuộc giành giật. Vì là tôi lại lên cơn. Tôi cắn anh trai tôi, cái tay, cắn cái tay anh tôi ấy. Là suốt cả đoạn đường về. Và anh đã phải chịu đau đớn như vậy để cho tôi cắn, để tôi khỏi phải là nhảy ra khỏi xe. Tức là mắt thì long sòng sọc, cứ như trở thành một cái con người khác vậy đó. Thì lúc nào cũng nói chuyện là xưng tao, mày, tôi, hoặc là một cái người nào đấy. Khi đại khái là có rất là nhiều người vào, và mỗi người thì họ có một cách xưng hô khác nhau. Thì cái biểu hiện bình thường thì là những người nào mà nhẹ nhẹ thì họ sẽ cư xử rất là bình thường, tuy là một người khác nhưng mà họ không có vồ vập, không có láo, không có gì hết. Còn những người nào mà ác á, thì người ta sẽ có những cái hành động rất là khiếm nhẹ, nó cào cấu cán xe đánh mọi người trong gia đình, rồi chửi, rồi mắt thì lúc nào cũng long lên sòng sọc vậy đó, cứ như là muốn nhào tới ăn thịt người ta vậy đó. Thì nói chung là mỗi lần mà lên cơn như vậy á, những cái người gọi là một phóng ác ấy, nhập vào thì phải 2-3 người, thậm chí 4-5 người mà ghìm lại luôn. Thì ghìm lại thì cái sức mạnh lúc đấy thì nó cũng công nhận không thể nào mà tưởng tượng được. Đến cái ngày tôi mở điện thì thầy ở ngoài Quảng Trị vào. Thì sau khi làm lễ thì thầy đã khai quang rồi. Và có một cái chị, tức là cái chị đó là người đã dẫn dắt tôi đi ra Quảng Trị để mời thầy. Thì khi trong cái quá trình mà cái thầy đó làm lễ khai quang mở điện á, thì chị có bảo tôi rằng là em xin đi, bây giờ em muốn chữa bệnh hay là em muốn coi bói hay là em muốn có năng lực gì. Thì tôi nhắm mắt lại và tôi chuẩn bị xin, thì tôi lại thấy là rất nhiều những cái người mà cái cặp mắt họ như vô hồn vậy. Họ nhìn xa xăm nhưng mà không có biểu cảm gì hết. Tôi thấy họ rất là khổ. Và tự dưng lúc đó trong tâm tôi lại không muốn xin khả năng chữa bệnh. Tôi cũng không muốn xin coi bói. Tôi chỉ muốn là ban cho tôi trí huệ. Một hôm thì tôi thấy bà xã ngồi quay trên mạng là mở mạng ra đó, thì bà xã bảo là thấy hình ảnh sư phụ Lý Hồng Chí đang luyện công. Thì có cái tiếng nói ở trong đầu là bảo học môn này này, môn này học năng lượng mạnh lắm. Vậy là từ đó bà xã tôi bắt đầu vào tìm hiểu. Rồi sau đó 1-2 tháng thì tôi về quê đám cưới đứa cháu. Thì một cái đứa cháu khác nó hỏi thím dạo này như thế nào. Thì tôi bảo là thím bây giờ đang nghe tìm hiểu về pháp luân công. Thì đứa cháu đó thì nó cũng có cái cuốn sách pháp luân công và nó cũng đang học, lúc bấy giờ là nó đang học. Và cũng biết như thế nào mà nó bảo chú mang sách này lên cho thím. Thì sau khi tôi mở điện xong và xuất cái niệm đó, cái niệm xin đó, thì chồng tôi chiều đó là lên xe về quê với mục đích là đám cưới cái người cháu gọi ông bằng cậu. Thì sau khi đám cưới xong thì ông quay trở về,
lên xe quay trở về. Sáng sớm sau anh về tới nơi, anh về tới nhà thì anh bảo rằng là em, thằng cu Rin nó gửi sách cho em này, và anh đưa ra một cái bì, trong đó đựng hai quyển sách, một quyển có tên là Chuyển Pháp Luân và một quyển có tên là Đại Viên Mạng Pháp. Cả hai cuốn sách đó thì đều là sách in từ trên máy xuống. Chẳng hiểu sao khi tôi cầm cuốn sách đó thì tôi lại muốn đọc, mặc dù mới sáng sớm 4-5 giờ sáng. Tôi cầm tôi đọc ngay. Và khi tôi đọc đến 8-9 giờ là được hơn nửa cuốn sách rồi, thì tôi thấy là hay quá. Bởi vì những cái trạng thái mà tôi đi khắp nơi để mà tìm hiểu, mong được cái câu trả lời á, thì không ai giải được, thì trong sách này đã có. Ví dụ những cái mà ngôn ngữ mà tôi hay nói hay hát ấy, tôi không hiểu nó là cái gì, nhưng mà trong sách này đã nói rất là rõ nó là gì. Nó là ngôn ngữ vũ trụ đó. Và cái con mắt mà tôi nhìn thấy nó là cái gì không ai giải được, thì trong sách cũng đã nói đó là thiên mục, đó là con mắt thứ ba. Và những cái tín tức, những cái sinh mệnh mà nhập vào người tôi ấy, thì nó là cái gì, thì trong đó cũng bảo là phụ thể. Tôi thấy hay quá, sao cuốn sách này hay đến thế, có thể giải đáp những cái mà mình bị vướng mắc trong gần 5 năm trời. Sau khi tôi học Pháp Luân Công rồi, một cái lực nào đó nó thôi thúc tôi cần phải học. Mở mắt ra là tôi đọc sách. Tôi ăn cơm rất là ít và tôi dành toàn thời gian của tôi để tôi đọc sách. Thì trong vòng một tháng tôi đã đọc xong tất cả các kinh sách của Pháp Luân Công. Tôi chợt nhận ra, ý nghĩa của cuộc đời người là vậy. Tôi có trách nhiệm, tôi cần phải làm thực hiện cái trách nhiệm của mình, đó là chia sẻ cho nhiều người biết hơn nữa Pháp Luân Công như thế nào. Bởi vì thật ra ai cũng đang chờ đợi để biết về Pháp Luân Công, nhưng mà lúc đó tôi không biết phải làm sao để nói với mọi người. Mình cũng có cái tìm hiểu Pháp Luân Công, thì mình cũng có đọc sơ qua cái quyển sách của sư phụ Lý Hồng Chí, thì mình cảm thấy mình cảm nhận được cái sách này không có gì là xấu hết. Và thật ra sư phụ nói những gì trong sách ấy, thì có thể là mình chưa có giác ngộ được, thì mình không có biết được cái cách họ làm như thế nào, nhưng mà không xấu là được, nên là mình vẫn ủng hộ. Và cho tới khi chị mình và nhà mình cũng ủng hộ luôn. Lúc đầu ba mẹ đồ này nó cũng ngăn cấm, nó cũng nghĩ đó là một cái tà đạo thôi. Nhưng mà sau khi tu thì bà và ông, tức là hai cái vong ngày trước nhập với chị mình thì cũng không còn nữa. Và chị mình nói chung là gần như là quay trở lại cuộc sống bình thường, thì buôn bán này nọ, cảm xúc rồi cách nói chuyện thì không, nói chung là không còn bị ai quản lý nữa, tức là tự chủ luôn á. Tôi đã chọn được một con đường đúng đắn, vì Pháp Luân Công là Phật pháp chân chính và một pháp to lớn của vũ trụ, nên thành ra những cái thứ kia không thể nào mà có thể là động chạm đến một cái người tu chính pháp, tu chân chính. Vì tôi đang hồi thăng mà tôi đang quay trở về làm người tốt và tốt hơn nữa, nhưng mà những cái thứ xấu kia cho tôi tiền bạc, nhưng mà đó là những thứ tà, nó làm đảo lộn hết cuộc sống của gia đình tôi. Thật ra thân người là dơ bẩn, nên là thành không có Phật, không có đạo nào cao cấp mà lại nhập vô cái thân xác dơ bẩn này đâu. Chỉ có những thứ tà, những thứ ma, hoặc là những thứ phụ thể nó mới vào thôi. Như tôi học thì tôi hiểu đó là cáo trùng quỷ rắn. Những cái mà thành tinh ấy, nó vẫn có thể khống chế con người mà. Mà tôi thì không cầu, bây giờ tôi học pháp rồi tôi mới thấy là mình đã quá may mắn, mình đã thoát được những cái thứ khống chế, những cái khống chế của những cái thứ đó. Tôi đã trải qua gần 5 năm bị khống chế như vậy. Tôi hiểu cái cảm giác như thế nào.
tôi có năng lực chữa bệnh. Thật ra năng lực chữa bệnh đó là khi tôi cầm, có người bệnh đến, tôi cầm nhang, tôi ba cây nhang tôi thắp, tôi mời họ về nhập vào xác của tôi và tôi làm cho người khác khỏi bệnh. Nhưng mà cái tôi được là gì? Cái tôi được là tiếng khen, coi như là sự ca tụng của họ thôi. Nhưng mà cái tôi được ghê gớm hơn đó là bệnh tật. Mỗi lần tôi chữa xong cho một vài người thì tôi lại đau suốt cả tuần. Tôi đau vật vẹo. Mà tôi chữa được cho người khác nhưng mà tôi không chữa được cho bản thân tôi. Mà trong khi tôi học Pháp Luân Công, tôi không bị hành hạ, tôi không bị tra tấn về thể xác, tôi là chính tôi. Nhưng mà rất là kỳ diệu, sau khi tôi thay đổi tâm tính của mình, tôi biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. Và tôi thay đổi cái cách hành xử. Về phần con tôi, trước đây tôi đánh con rất là khiếp, đến nỗi nó là nỗi ám ảnh của con tôi. Chỉ cần con không nghe lời là bạc tai nghe, không cần biết nguyên nhân, không cần biết là cháu đúng hay sai, chỉ cần trái ý tôi là tôi đánh. Nhưng mà sau khi học Pháp Luân Công thì tôi phân tích cho cháu hiểu rằng việc con làm như vậy là nó không đúng, con sai chỗ này. Cháu thừa nhận rồi thì tôi mới hỏi là bây giờ con nhận con mấy roi. Nếu có những cái lỗi nhẹ bỏ qua được thì tôi chỉ hướng dẫn cho cháu, còn lỗi nào thật nặng cháu tái lại nhiều lần thì tôi sẽ dùng roi. Bởi vì tôi nghĩ là có những cái không thể không dùng roi đâu, cũng phải là có cái sự nghiêm khắc ở trong đó thì mới giúp cho con nó trưởng thành hơn. Bà xin là có những lời đầu tiên là bà cảm ơn sư phụ. Bà rất cảm động vì như có sư phụ chỉ dẫn cho con bà nó đi theo cái hướng đúng, đi theo cái tâm, đi theo cái đức. Cho nên là con bà, gia đình bà nó mạnh khỏe. Cái điều đó là bà có như rất cảm ơn sư phụ.